Rồi, trạng bonsai Phú Yên, chào tất cả anh em nha. Bữa nay ngày 2 tháng 10, mình có một số cây hải châu, thuần chậu và song khuế, trang rừng, giao lưu anh em. Rồi, mã số 1, một cây hải châu nha. Cây đang cho quả rất nhiều nha anh em. Hải châu lá nhỏ song cầu, cây đang cho quả chùm chùm luôn nha. Dòng lá cực kỳ đẹp nha. Lá tròn bóng cực kỳ đẹp nha. Viên mọc cụm nem thân nha anh em. Rồi, mình vay cái bộ đớ cho anh em xem nha. Bộ đớ trải 24 giờ nha. Trông rửa rất đẹp nha. Rồi, một cụm nem thân nha anh em. Một cụm nem thân. Mình đo tổng cái quanh ở dưới đây. Tổng cái quanh là 33 nha. Chiều cao 80. Tàn ngang 75. Cây bộ đớ trải 24 giờ nha. Tàn mịn hết nha mấy anh em. Cây này là anh em chỉ giờ chỉ chơi thôi nha. Tàn rất mịn. Dòng lá rất đẹp nha. Trái chùm. Trái rất to nha mấy anh em. Trái to bằng ngón tay út mình luôn rồi nha. Trái rất to. Rồi, mã số 1. 1.600.000 bao ship, 1.600.000 bao ship. Rồi, và mã số 2. Một cây hải châu sông cầu nha mấy anh em. Cây này mọc cốt dáng trực nha. Cây mọc cốt dáng trực nha. Cốt rất to nha. Bộ đớ trải luôn nha mấy anh em. Cốt rất to. Cốt này là mình đo cái quanh ngay chỗ đấy là 20 nha. Quanh 20. Chiều cao là 1 mét nha. Quanh 20. Chiều cao 1 mét. Tàn ngang 60. Dòng lá rất đẹp nha mấy anh em. Dòng lá tròn rất đẹp nha. Cây này cũng đang cho quả chín nha mọi anh em. Cho quả đợt 3. Rồi mình đo cái quanh ở dưới là 20, chiều cao 1 m, tàn ngang 60. Rồi, báo giá mọi anh em mã số 2 là 1.300.000 bao ship nha. 1.300.000 bao ship. Rồi qua mã số 3. Một cây hải châu sông cầu nha mọi anh em. Dòng lá cực kỳ đẹp nha. Tròn bóng rất đẹp nha. Cây này cũng một cốt dáng trực. Một cốt dáng trực nha. Cây nào bộ đớ nó không trải đẹp hết nha mấy anh em. Rồi mình đo cái quanh ngay chỗ đây là quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 1m1. Tàn ngang 60. Một cốt dáng trực. Cây không bỡ bọng gì nha mấy anh em. Quanh 17. Chiều cao 1m1. Tàn ngang 60. Dòng lá cực kỳ đẹp nha mấy anh em. Rồi, 1.300.000 bao ship. 1.300.000 bao ship mã số 3. Rồi qua mã số 4. Mã số 4 là một cây mini nha mấy anh em. Tông cao, một cây mini tông cao, cây dòng lá cực kỳ đẹp nha mấy anh em. Một cây này một cốt hai thân, dáng mẫu tử, thân collect nha. Rồi mình đo cái quanh ở dưới đấy là 9 cm nha. Quanh tổng dưới đấy là 9 cm, chiều cao 1 m. Quanh tổng 9 cm, chiều cao 1 m. Rồi 208 bao ship. Mã số 4, 208 bao ship. Và mã số 5. Một cây hải châu sông cầu nha mấy anh em. Cây đã sống khỏe. Cây này anh em giờ vô dây để uống được rồi nha. Cây này cũng mọc cốt hai thân. Mình đo cái quanh ở dưới đấy là 8 cm, chiều cao là 80. Rồi 250k bao ship. 250k bao ship mã số 5. Rồi qua mã số 6. Cái này mọc cốt, mọc cốt dáng trực lách nha mấy anh em. Dòng lá cực kỳ đẹp nha mấy anh em. Lá tròn, dòng lá tròn nhỏ bóng rất đẹp nha. Rồi, mình đo cái quanh ở dưới đây là 6 cm nha. Chiều cao là 75. Quanh 6 cm, chiều cao 75. Dáng trật lét nha mấy anh em. Rồi, 250k bao ship. 250k bao ship mã số 6. Cái này tông cao nha mấy anh em. Mấy cái này là đều tông cao hết nha. Anh em giờ uống quen nhân rất đẹp nha. Mấy cái này là giờ uống quen nhân được hết nha mấy anh em. Rồi, qua mã số
bỉ, cây mọc cốt nhé, mọc cốt dáng trục lách nhé mọi anh em, cây lách nhẹ nha, cây dòng lá nữa mọi anh em, dòng lá tròn rất đẹp nha, cây này cho quẻ rồi nha mọi anh em, cây dòng này là nhanh, rất nhanh là cho quẻ. Rồi mình đo cái quanh ở dưới đây là 6 cm, quanh dưới đây là 6 cm, chiều cao là 80, quanh 6 cm, chiều cao 80. Rồi 200k bao ship, 200 bao ship, 200k bao ship. Mã số 7 200 bao ship nha. Rồi qua mã số 8. Mã số 7 200 bao ship. Rồi qua mã số 8. Cái này cũng dán trực lách nha mọi anh em. Dòng lá là cây nào cũng vậy nha mấy anh em, dòng lá cực kỳ đẹp. Mấy cây này là giờ anh em uống với nhân là đều đẹp hết nha. Rồi mình đo cái quanh dưới đây là 6 cm, chiều cao 80, quanh 6 cm, chiều cao 80. Rồi 250k bao ship, 250k bao ship, mã số 8. Rồi qua mã số 9 là một cây, một cây trang rừng nha mấy anh em, vuông một cụm trang rừng nha. Dòng này hoa nở rất là lâu tàn nha mấy anh em. Hoa nở rất là lâu tàn nha. Rồi mình đang cái quanh ở dưới đây là 25, chiều cao là 40. Quanh 25, chiều cao 40. Rồi 108 bao ship, 108 bao ship. Rồi qua mẹ số 10 cũng mọc cái cầm trang rừng nha mấy anh em, cầm trang rừng hoa nữa nó trái nữa nha mấy anh em, dòng này hết hoa rồi đâu mình chưa trái, trái còn rất là đẹp nha. Rồi mình đa cái quanh ở dưới đây là 28, chiều cao là 40, quanh 28, chiều cao 40. Rồi 180k bao ship, mã số 10. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha. Anh em nào có xem video thì cho mình xin một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.